Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực thi và vai trò của công tác truyền thông tại địa phương. Đây là dịp để các phóng viên, người làm công tác truyền thông, các cán bộ đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại địa phương thảo luận, chia sẻ để phối hợp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền. Ngày 14 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 05 về đảm bảo cung ứng điện, than, dầu khí để đảm bảo điện cho năm 2024. Trong 12 nhóm giải pháp lớn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò của công tác tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 xác định công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng. Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thực thi vai trò của truyền thông địa phương, kết nối, phát huy vai trò liên kết của mạng lưới tiết kiệm năng lượng toàn quốc. Các hoạt động chia sẻ chuyên môn tại tọa đàm không chỉ giúp các phóng viên, những người làm công tác truyền thông có thêm nhiều thông tin quý giá để tuyên truyền một cách hiệu quả trong thời gian tới, mà còn là diễn đàn cởi mở để đội ngũ chuyên gia, phóng viên có thể chia sẻ, thẳng thắn góp ý và đồng hành với Bộ Công Thương trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024.